Ở Nam Định có một món đặc sản nổi tiếng đến mức đã đi vào trong những câu thơ của Tú Xương: kẹo chú Thiều Châu nào đọ được, bánh bà hành tụ cũng thua xa. Kẹo chú Thiều Châu đây chính là kẹo xìu châu với hương vị thơm ngon đậm đà, và đặc biệt là những câu chuyện xung quanh nó đã thực sự cuốn hút tôi khi dừng chân tại mảnh đất thành Nam này. Bác Đỗ Đình Thọ là nghệ nhân làm kẹo lạc xìu châu ở Nam Định và bác đã có hơn 60 năm gắn bó với nghề này. Và bây giờ thì bác sẽ giúp tôi chọn lạc. Cái kẹo xìu châu ấy là cái khâu chọn lạc là cái khâu quan trọng nhất, phải chọn hạt nó bóng, nó tròn, nhưng lạc này là không được. Thế bây giờ chọn thì xảy ra thế này. Được rồi. Tôi nghĩ đây là một cách chọn lạc rất là nhanh mà lại hiệu quả, vì mình chọn được rất nhiều lạc cùng một lúc mà lại có thể nhặt được cái lạc bị hỏng. Chắc là rang lạc thì không hề xa lạ với mọi người vì mọi người thường rang lạc ở nhà rồi, nhưng mà để rang lạc ngon có một bí quyết mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là chúng ta phải dùng cát. Khác với lạc rang hùng lưu thì chúng ta dùng đũa cả để rang lạc, thì ở đây người ta dùng một dụng cụ rất là lạ, gọi là gì bác nhỉ? Bàn trang. Như các bạn thể thấy thì bàn trang có hình vòng cung sẽ phù hợp với hình dạng của đáy chảo. Thì nếu mà khi mà chúng ta cào như thế này xuống thì lạc sẽ chín đều hơn. Mặc dù bác đã ngoài 70 tuổi nhưng mà tôi thấy là các động tác của bác rất là thuần thục, nhanh nhẹn lắm bác ạ. Nó là cái thói quen và nó là nghề nghiệp. Mà bác để có làm cho. Đừng khỏa khỏa thế này, kéo. Rồi. Kéo. Tôi mới ra một lúc thôi mà mồ hôi thì đầm đìa và tay thì rất là mỏi. Bác lạc chín chưa ạ? Đây, để xem đã. À đây, khi lạc nó chín ấy, thì mình ngửi thấy mùi thơm. Và hai nữa là cái vỏ này ấy, nó săn lại, mình ăn thử xem. Trời, nóng quá. Mà lạc rất là vừa. Cũng giống như là làm nhân kẹo rồi thì khi mà nấu kẹo lạc, người ta cũng sẽ nấu đường với mạch nha và đun lên. Khi đường và mạch nha đã sôi thì người ta sẽ bắc ra và cho lạc vào ngay. Đây là bước cuối cùng khi làm kẹo lạc, tức là người ta sẽ lăn kẹo lạc trên gạo nếp để kẹo không bị dính bằng những con lăn nặng như thế này. Khi lăn chúng ta phải chú ý là một tay nặng và một tay nhẹ thì con lăn chạy mới đều, và như thế kẹo mới có thể mỏng được. Kẹo lạc sau khi làm xong ăn ngay tại nơi người ta làm thì sẽ rất là nóng, ấm, giòn và cảm giác rất là tươi. Ăn kẹo xìu châu là phải uống trà Thái là thì mới ngon. Tôi nhớ nhất là cái câu của cụ Nguyễn Khuyến: nguyên phùng tả hữu lai vô tận, hương dẫn chi lan nhập tức văn. Tức là gì không? Có nghĩa là thế này: ăn cái kẹo xìu châu này lại nhớ đến cái cửa hàng mà khách đến đông không ngớt, và cái mùi thơm vương giả của hoa lan đó gợi cho mình biết ngay đấy là kẹo xìu châu nguyên hương. Ăn kẹo xìu châu rất nhiều rồi, nhưng mà tại sao mình gọi là kẹo xìu châu hả ông? Vì cái ông cụ ngày xưa là không có cửa hàng, cứ nhờ cái đền Triều Châu ở đầu phố Hàng Sắt cho cây đa này, người ta ăn ngon rồi thấy là ô cái hiệu kẹo lạc trước cái đền Triều Châu ấy, họ bảo cứ đến đấy mà mua. 5, 7, 50 năm thì người ta quen đi, người ta gọi là kẹo xìu châu. Có lẽ đong lại trong tôi lúc này không chỉ là vị ngọt của kẹo, mà tôi còn cảm thấy dư vị thời gian còn chất chứa trong từng thanh kẹo xìu châu vàng óng nguyên hương này.